Thưa quý vị, theo các chuyên gia giáo dục, việc rèn luyện cho con ý thức và hành động bảo vệ môi trường, từ đó hình thành lối sống xanh, cần được bắt đầu trong những năm đầu đời của trẻ. Bởi lẽ đây là giai đoạn trẻ rất hiếu kỳ, quan sát, học hỏi và hình thành tính cách. Nếu được dạy về việc bảo vệ môi trường ở tuổi còn nhỏ, trẻ sẽ học rất nhanh và giữ được thói quen này đến khi trưởng thành. Vì vậy, tạo ra những trường học dạy trẻ yêu môi trường là việc mà cha mẹ, thầy cô, những người gần gũi nhất với trẻ nên làm ngay từ bây giờ. Hạt bầu lá cây, rơm rạ, tre nứa hoặc các đồ phế liệu như que kem, hộp sữa chua mà hàng ngày các bé vẫn bỏ đi sau khi ăn. Tất cả các đồ phế thải ấy, dưới sự hướng dẫn của cô giáo, đều có thể trở thành những vật dụng đồ chơi ngộ nghĩnh và đáng yêu, gần gũi với các em nhỏ. Những bàn tay trẻ thơ vụng về, những ánh mắt trong veo vẫn chăm chỉ cắt dán trong mỗi tiết học, để rồi các bé lại vui mừng thích thú sau buổi học. Bây giờ cô Dương sẽ hướng dẫn cho các con làm một con thỏ từ hộp sữa nhé. Đây là hộp sữa mà các con đã uống và các con vứt đi rồi. Cô đã nhặt này và bố mẹ các con cũng đã nhặt rửa sạch đưa đến cho lớp chúng mình làm đồ dùng đồ chơi đấy. Bây giờ để làm được con thỏ thì cô đã dùng sụp những cái tấm sụp vứt đi. Cô gọt thành làm cái đầu. Đầu gì nào? Gọt thành hình tròn, cô sẽ làm cái đầu của con thỏ. Và cô dùng cái que này là que kém của các con đã ăn kém rồi. Cô đã nhặt cái que, cô rửa sạch. Cô sẽ đính vào sụp và cô sẽ gắn vào hộp gì? Để như thế này đã thành con thỏ chưa? Chưa. Bây giờ con thỏ nó kiểu gì nữa nhỉ? Rồi nó con chiếu mắt mùi tái rồi đấy. Làm gì? Con chuẩn bị phải dán thạch tạp vào. Được con thỏ chưa các con? Được chưa? Được chưa các con nha? Đẹp không? Thưởng cho con nào. Những bông hoa làm bằng bông tăm, những con thỏ làm bằng hộp sữa hay những chú lợn được làm từ hộp sữa chua không chỉ góp phần mang đến niềm vui mỗi ngày cho trẻ khi đến trường, mà còn hướng trẻ sử dụng những đồ vật liệu thân thiện với môi trường. Không chỉ ở nhà trường, mỗi gia đình cũng đều có thể trở thành trường học dạy yêu môi trường với các em nhỏ. Vỏ chai nhựa, ghế hỏng, hộp sữa, ống hút nhựa đã qua sử dụng được anh Huy tận dụng tạo hình, ghép dán thành những món đồ chơi như ô tô, xe máy, máy bay, xe trộn bê tông, nhà búp bê, xích đu, robot, các con vật ngộ nghĩnh mà trẻ yêu thích. Sau khi con thấy bố con làm đồ chơi tái chế, con cảm thấy chúng rất sáng tạo và con có ý thức bảo vệ môi trường nhiều hơn. Tôi làm cái đồ hướng dẫn cho các bạn làm đồ tái chế để các con vừa có được cái môi trường được tiếp xúc, được chơi cùng với cả bố mẹ. Bên cạnh đó thì rèn cho các con thêm được cái tính kiên nhẫn và sự sáng tạo trong việc làm tái chế đồ chơi. Qua việc tái chế đồ chơi này thì cũng mong muốn là đồ chơi các con chơi được an toàn và gieo vào trong cái tâm hồn của các con những cái sự yêu thương thiên nhiên, yêu môi trường để các con có được cái ý thức và trách nhiệm tương lai vì làm những việc tốt cho cộng đồng. Tất cả những vật dụng hỏng bỏ đi dưới bàn tay của người bố kiến trúc sư đã trở thành đồ chơi của trẻ nhỏ. Không chỉ tự làm đồ chơi cho con, anh còn hướng dẫn các con cùng làm. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, anh Huy ở nhà nhiều hơn. Anh lập một kênh YouTube để hướng dẫn các cách làm đồ chơi từ rác thải. Hiện tại, kênh YouTube của anh thu hút được nhiều sự quan tâm hơn. Bên cạnh mà việc tôi làm kênh hướng dẫn cho mọi người trên YouTube thì tôi đã có làm muốn được cái sự chia sẻ rộng rãi hơn và đa dạng hơn thì là tôi đã thông qua trang web thì tôi đã mới hình thành lên một trang web thì ở đó thì tôi sẽ muốn được chia sẻ nhiều hơn những góc cạnh của cái việc mà mình dùng đồ chơi tái chế là mình cùng chơi với gia đình hoặc là mình có những cái qua những cái món đồ chơi nào đó thì để kết nối cái sự tương tác với gia đình tăng cái tình yêu thương giữa gia đình với nhau bố mẹ và con cái. Anh Huy cho biết
đằng sau việc hướng dẫn mọi người cách làm hoàn chỉnh một món đồ chơi nào đó, điều lớn hơn mà anh muốn sẽ lan tỏa ý thức cộng đồng bảo vệ môi trường sống xung quanh bằng việc tái sử dụng những vật dụng thải ra trong sinh hoạt hàng ngày. Về lâu dài, người đàn ông của gia đình này còn có dự định xuất bản một cuốn sách về dạy làm đồ chơi từ rác thải tái chế, yêu gia đình, yêu thiên nhiên và mong muốn hướng cộng đồng đến những lợi ích nhân văn là điều ông bố kiến trúc sư này luôn đặt lên hàng đầu.